buổi sáng này chúng ta học 3 phiên đi. Buổi chiều thì mỗi phiên là khoảng từ 20 đến 25 phút thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái phương trình di phân tuyến tính cấp 2 với hệ số là hàng số. Thì cái phương trình di phân cấp 1 đó là mình đã có nghiên cứu phương trình tuyến tính rồi. Nhưng mà phương trình tuyến tính cấp 1 đó là cái hệ số nó không phải hàng số mà nó là hàm luôn. Còn đối với phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 đó, thì mình chỉ nghiên cứu cái dạng mà hệ số nó là hàng số thôi. Thì ở đây đó là cái dạng của phương trình nó như thế này đó. Như thế này. Tức là lần đầu tiên đó là nó sẽ là nó sẽ là đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 này của hàm số. Đạo hàm cấp 2 của hàm số của hàm số và cộng cho một cái hàm số b nhân cho đạo hàm cấp 1. Hàm số b ha, nhân cho đạo hàm cấp 1. Rồi sau đó là cộng cho hàm số q nhân cho cái hàm số luôn và bằng cái fx. Đấy. Thì ở đây á, để cho thuận tiện á, là mình sẽ ký hiệu cái phương trình này đó là số 1. À, ký hiệu phương trình này là số 1. Phương trình số 1. Còn nếu như mà fx nó bằng 0 á, thì mình gọi nó là phương trình thuần nhất. À, nếu mà cái fx bằng 0 á, thì mình gọi nó là phương thuần nhất. Phương trình thuần nhất. Yeah. Và mình ký hiệu cái phương trình thuần nhất này là số 2. Thì cái cách giải á, thì trước tiên á nó chạy hoài thì để giải cái hệ cái phương trình mà tuyến tính cấp 2 hệ số hàm số này đó thì là chúng ta lưu ý là nó có những cái phần kiến thức nền hay là kiến thức cơ sở như thế này. Nó cứ chạy hoài cứ chạy hoài rồi. Em chờ này chút em chỉnh về mới được. Đang là chỗ này này thì các em lưu ý nè. Mình có một cái số cái kiến thức như thế này. Lấy một cái trang Word này. Thì các em lưu ý là mình sẽ có cái phương trình số 1 phải không? Phương trình số 1 của mình đó là y y 2 phẩy. Trình số 1 của mình là y 2 phẩy. Rồi cộng cho bi
y 2 phẩy nè cộng cho bi phẩy cộng cho qi bằng 0 à, bằng fx, bằng fx chỗ này bằng fx như bằng fx thì cái phương trình này mình ký hiệu là dạng 1. Còn cái phương trình thứ hai đó là y 2 phẩy cộng cho bi phẩy cộng cho qi bằng 0 thì cái chỗ này mình ký hiệu là dạng số 2. Thì nó có một cái kiến thức như sau. À, nếu nếu cái y1 y2 là hai cái nghiệm độc lập tuyến tính, của phương trình 2, hai nghiệm riêng á, nghiệm riêng. Nếu y1 y2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình 2. Có nghĩa là y1 mà mình chia cho y2 á là nó khác cái hàng số. Khác hàng số ha. Nếu mà y1 chia y2 khác hàng số thì mình gọi nó là hai nghiệm độc lập tuyến tính ha. Thì cái nghiệm tổng quát của phương trình 2, nghiệm tổng quát của phương trình 2 đó, của phương trình 2, nghiệm tổng quát của phương trình 2 nó sẽ là, mình sẽ ký hiệu là y ngang bằng là C1 y1 cộng C2 y2 với cái C1 C2 là hàng số thuộc R. Đấy. Thì mình sẽ có một cái kết quả thứ nhất là gì? Nếu y1 y2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình 1. Hai nghiệm thế nào gọi là độc lập tuyến xin lỗi phương trình 2. Nếu y1 y2 là hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình 2. Thì hai nghiệm thế nào được gọi là độc lập tuyến tính? Bạn mới vô à? Thì hai nghiệm được gọi là độc lập tuyến tính nếu mà lấy y1 chia y2 á, thì nó vẫn còn phụ thuộc theo x, tức là nó không phải hàng số, thì hai nghiệm như thế mình gọi là độc lập tuyến tính. À, còn nếu mà y1 chia y2 mà nó ra hàng số thì nó không phải là độc lập tuyến tính. Thì với hai nghiệm độc lập tuyến tính, hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của phương trình 2 á, thì mình sẽ suy ra được cái nghiệm tổng quát của phương trình 2 nó sẽ có dạng thế này. Đấy. Và nếu như cái điều số 2, điều số 2 là nếu cái thằng y y ngang đó, y ngang là nghiệm tổng quát của phương trình 2, nghiệm tổng quát của phương trình 2 tức là phương trình này nè đó, và y không là một nghiệm riêng của phương trình 1, thì y nó sẽ có dạng là y bằng y không cộng cho y ngang, nó sẽ là nghiệm tổng quát của phương trình 1. Như vậy thì từ cái tính chất số 2 này đó mà mình nó cho mình biết là mình muốn tìm nghiệm tổng quát của phương trình 1 thì mình phải tìm nghiệm tổng quát của phương trình 2. Và sau đó mình sẽ tìm một cái nghiệm riêng của phương trình 1 và mình cộng lại thì mình sẽ được nghiệm tổng quát của phương trình 1. Không? Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra là để tìm cái nghiệm tổng quát của phương trình 1, thì ta làm như sau. Thứ nhất là bước 1.
tìm nghiệm tổng quát của phương trình 2. Rồi bước 2 là tìm một nghiệm riêng của phương trình 1. Rồi sau đó là gì? Tới bước 3. Tìm nghiệm nghiệm ghi tổng quát của phương trình 2, tức là tìm cái y ngang đó. Rồi chỗ này mình tìm y không. Thì là suy ra, bước 3 là suy ra cái nghiệm nghiệm tổng quát của phương trình 1. Tức là y nó bằng là y ngang cộng cho y không. Thế mình đảo lại cái tài liệu của chúng ta, đảo lại tài liệu của chúng ta thì bây giờ mình sẽ tìm nghiệm tổng quát của cái phương trình số 2 này. Phương trình số 2, tìm nghiệm tổng quát của phương trình số 2 là phương trình này. Thấy không? Thì để tìm nghiệm tổng quát của phương trình số 2 đó thì mình phải xét cái phương trình đặc trưng. Xét phương trình đặc trưng thì mình sẽ có cái kết quả như sau. Để tôi cho nó tôi cỡ chữ nó lớn chút. Thì cái phương trình số 2 này, phương trình số 2 đây này. Bây giờ ứng với phương trình số 2 thì nó sẽ có cái phương trình đại số tương ứng, đó là gọi là phương trình đặc trưng. Và phương trình đặc trưng này đó là mình sẽ ký hiệu là số 3. Đấy, thì phương trình đặc trưng này nó chính là phương trình bậc 2 dạng đại số. Thì cái hệ số B này nè, chỗ này mình đem xuống đây. Hệ số B này mình đem xuống đây. Không? Hệ số B này đem xuống đây. Còn hệ số Q này đó mình sẽ đem xuống đây. Thấy chưa? Đấy, như vậy thì mình sẽ được một cái phương trình bậc 2. Mà cái phương trình bậc 2 mình biết là mình muốn giải là mình phải tính delta ra, đúng không? Tính delta ra. Ở chỗ này mình giải mình tính delta ra. Thì là nó sẽ chia làm 3 trường hợp, delta lớn 0 á, thì nó có hai nghiệm phân biệt. Delta bằng 0 á, thì nó sẽ có nghiệm kép. Có nghiệm kép. Còn cái trường hợp mà delta mà nhỏ không á, thì nó sẽ có hai nghiệm phức, hai nghiệm phức liên hợp. Thấy không? Hai nghiệm phức liên hợp. Thì trong trường hợp mà cái phương trình đặc trưng này đó mà nó có hai nghiệm phân biệt K1 K2 thì mình sẽ lấy ngay cái Y1 là E mũ K1 X và Y2 là E mũ K2 X, nó chính là hai nghiệm độc lập tuyến tính của cái phương trình số số 2 này. Đây là phương trình số 2. Và do đó là đây là hai nghiệm độc lập tuyến tính, tại vì lúc này mình lấy y1 mà chia y2 thì nó còn phụ thuộc theo x, không? Cho nên nó là hai nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình 2 nó sẽ là y1 y2 này. Và khi đó mình sẽ lấy y1 này mình nhân cho c1 và y2 thì mình sẽ nhân cho c2 thì nó ra mình cộng lại thì nó ra cái nghiệm tổng quát của phương trình 2. Tiếp theo, nếu như cái phương trình đặc trưng này là nó có cái nghiệm kép của nó đó là mình ký hiệu là k, thì lúc này cái y1 á là e mũ kx là một nghiệm riêng, còn y2 đó mình để nó là cái nghiệm cũng là nghiệm riêng nữa thì mình nhân thêm chữ x vô, tức là y2 bằng x nhân e mũ kx đó, thì nó sẽ là hai cái nghiệm độc lập tuyến tính. Thì lúc này nếu mà mình lấy y1 chia y2 thì nó sẽ bằng 1/x, là lúc này nó không phải hằng số, cho nên là nó cũng là hai nghiệm độc lập tuyến tính của cái phương trình 2 này. Và do đó cái nghiệm tổng quát của phương trình 2 đó, của phương trình 2 này nó sẽ là dạng này, tức là c1 nhân e mũ kx cộng c2 nhân cho x rồi nhân cho e mũ kx và c1 c2 thuộc R. Còn cái trường hợp 3, nếu như cái phương trình đặc trưng này đó mà nó có hai nghiệm phức, tức là khi mình tính delta ra mà nó nhỏ hơn không đó, thì nó sẽ ra hai nghiệm phức liên hợp này. Thì trong hai hai cái nghiệm phức liên hợp này đó, thì mình sẽ có thấy cái số alpha là phần thực của K1 và beta là phần ảo của K1. Thì lúc này đó là cái alpha đó là mình sẽ gắn vô chữ x trong cái e mũ alpha x, còn cái beta thì mình sẽ gắn vô cái chữ là cos beta x, không? Và lúc này cái Y1 nó sẽ là E mũ alpha x nhân cos beta x và Y2 nó sẽ bằng E mũ alpha x nhân cho sin beta x.
Thì đây là hai nghiệm độc lập tuyến tính của cái phương trình số 2. Phương trình số 2 là phương trình dạng này, đúng không? Do đó là nghiệm tổng quát của phương trình số 2 đó, nó sẽ là như thế này. Đấy. Thì nó là C1 nhân E mũ alpha x nhân cos beta x cộng C2 nhân cho E mũ alpha x sin beta x về C1 C2 của R. Như vậy thì cái vấn đề là tìm nghiệm tổng quát của phương trình số 2 là mình sẽ giải phương trình đặc trưng này ra và tùy theo cái nghiệm của phương trình đặc trưng và mình sẽ ghi suy ra được cái nghiệm tổng quát của phương trình số 2. Cụ thể ví dụ như ở đây, đây là cái phương trình thường nhất, thấy không? Phương trình thường nhất đây là phương trình thường nhất và cái phương trình đặc trưng của nó, phương trình đặc trưng đó là phương trình này. Phương trình đặc trưng đó là phương trình này. Phương trình đặc trưng đó đó thì thường đó là để giải phương trình đặc trưng đó là mình bấm máy tính thôi. Đấy, chẳng hạn như ở đây là cái phương trình là k bình phương trừ 6k cộng 8. Thì khi mà em giải đó thì bấm máy tính là mod 9 nè. Mod 9 2 22. Thì nhập hệ số nó vô. 1. Rồi chỗ này là trừ 6 nè. Trừ 6. 1 trừ 6 và 8 à, bấm cái bằng ra thì nó ra nghiệm 4 với là nghiệm 2, tức là nó sẽ có hai nghiệm phân biệt là k bằng 4 và k bằng 2, hai nghiệm thực phân biệt. Cho nên là cái nghiệm tổng quát của cái phương trình mà trong cái ví dụ 3.8 này đó nó sẽ là điều khiển chuột nó hơi khó. Thì nghiệm tổng quát đó nó là này. Thì mình sẽ lấy cái C1 nhân cho E mũ 2x cộng C2 nhân cho E mũ 4x, thấy không? C2 nhân E mũ 4x. Thì với C1 C2 là thuộc R thì nó chính là nghiệm tổng quát của phương trình số chỗ ví dụ 3.8 này. Tiếp theo mình xem cái ví dụ 3.9. Ví dụ 3.9. Thì phương trình ví dụ 3.9 là phương trình duy phân của mình là y2 phẩy cộng 4y phẩy cộng 4y bằng 0. Đấy là phương trình đặc trưng của nó sẽ là này. Phương trình đặc trưng như này. Là k bình phương cộng 4k cộng 4. Ở phương trình này nó có nghiệm kép. Làm sao mình biết có nghiệm kép em? Khi mình bấm máy thì nó sẽ như thế này. Bấm máy là 1 nè. Rồi 4 nè. Rồi 4 nè. Đó. Thì nếu mà nó nghiệm kép thì nó ra chỗ này có chữ x thôi, nó không có ký hiệu x1 x2 gì cả. Đấy không? Nghiệm kép thôi. Là bằng trừ 2. Đó, nó nghiệm kép bằng trừ 2 thì ở đây mình xem cái lý thuyết của mình nè. Trong trường hợp nó có nghiệm kép thì y1 bằng e mũ kx. Đấy không? Và y2 thì nó cũng là e mũ kx luôn, nhưng mà mình phải nhân thêm cái chữ x này vô, nhân thêm chữ x này vô nữa. Đó. Và sau đó là cái y1 á thì mình nhân c1 và y2 mình nhân c2 thì mình sẽ được cái nghiệm tổng quát, đúng không? Đấy, thì trong cái ví dụ 3.9 này nó là như thế. Thì ở đây là c1 á mình sẽ nhân cho e mũ trừ 2x và c2 đó là mình sẽ nhân cho là x rồi nhân cho e mũ trừ 2x. Nhưng mà cái e mũ trừ 2x này đó là thường trú chung cho nên mình gom ra ngoài được, đúng không? Đấy, thì đáng lẽ là nó là y1 nè. Y1 nó sẽ là e mũ trừ 2x. Còn y2 nó sẽ là x nhân cho e mũ trừ 2x. Đó, và chỗ này mình sẽ nhân cho c1 vô đây. Vậy thì cái y ngang của mình nó sẽ là cái gì? Y ngang nó bằng là c1 nhân cho e mũ trừ 2x cộng c2 nhân cho x rồi e mũ trừ 2x. Thì em thấy là cái e mũ trừ 2x này với e mũ trừ 2x này chung thì đem ra làm thử chung nè. Thì trong đây nó còn C1 cộng C2 nhân x thôi. Đó, cái nghiệm tổng quát nó là thế. Còn ở đây là cái C1 C2 đó. C1 C2 đó là hàng số. Và trong ví dụ 3.10 đó là mình phải tìm hai hàng số này ra.
tìm hai hàng số này ra, tức là đây là đề bài nó cho cái phương trình như thế này, các em phương trình thế này, bây giờ mình tìm cái nghiệm riêng mà nó thỏa mãn điều kiện ban đầu. Thì cái điều kiện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá trị của y mà khi x bằng 1, khi x bằng 0 thì nó sẽ bằng 1. Tức là khi mình cho x bằng 0 thì y bằng 1. Còn cái chỗ này á, khi cho x bằng 0 thì cái đạo hàm của nó là nó sẽ bằng 1. Thì từ trước tiên đó là mình sẽ tìm nghiệm tổng quát trước. Rồi sau đó mình sẽ tìm cái C1, C2 nữa. Thì trong cái ví dụ 3.10 này là mình phải giải hai bước như thế. Thì điều đầu tiên đó là để tìm nghiệm tổng quát đó, thì mình sẽ lập cái phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng này á, thì khi mà mình bấm máy tính ra thì nó ra hai cái nghiệm phức. Thấy không? Đây, phương trình đặc trưng đó là x bình phương nè, trừ cho cộng cho 2x rồi cộng cho 4. Đấy, thì nó ra là 1 trừ 1 cộng căn 3y và trừ 1 trừ căn 3y. Như vậy thì ở đây á, là alpha nó bằng trừ 1 và beta nó bằng căn 3. Đấy, thì giống như cái điều kiện mà số 3 này nè. Đấy, thì nghiệm phức của nó là alpha cộng beta y đó. Thì lúc này cái y1 của nó là gì? E mũ alpha x cộng nhân cho cos beta x. Rồi y2 nó sẽ bằng E mũ alpha x nhân sin beta x. Thì lúc này đó nghiệm tổng quát của nó là gì? Cái y1 của nó là bằng E mũ alpha là bằng trừ 1. Không? Trừ 1 mà nhân x là trừ x. Rồi cos beta x tức là cos căn 3 x. Rồi y2. Y2 thì nó sẽ bằng là E mũ trừ x nhân cho sin căn 3 x. Đấy, thì nó hai nghiệm này. Cái nghiệm y1 y2 này, y1 thì mình nhân cho c1, thấy không? Y2 nhân cho c2 thì mình ra được cái nghiệm tổng quát. Và ở đây thì do cái E mũ trừ x đó, nó giống nhau của hai nghiệm cho nên mình đem ra làm hiệu chung. Bây giờ để mình sử dụng cái điều kiện ban đầu này. Sử dụng cái điều kiện ban đầu này thì là các em phải đạo hàm nó lên. Rồi lấy cái thằng này đạo hàm lên. Thì do cái này là đạo hàm của hàm tích đó các em. Đạo hàm của hàm tích nè, đó là u nhân v nè. Thì đầu tiên đó là mình sẽ lấy cái e mũ trừ x này đạo hàm, đúng không? Rồi mình tính thử coi. Tôi sẽ chép cái bài này qua bên cái trang trắng, tôi đạo hàm lại cho các em xem. Đấy, thì bây giờ đó là để mình tính đạo hàm của nó thì mình sẽ có là y phẩy nó bằng gì? Y phẩy nè. Thì cái biểu thức ở trong dấu ngoặc này đạo hàm. Thì cái cos căn 3x thì đạo hàm nó bằng là trừ sin căn 3x. Đúng không? Và căn 3x đạo hàm thì nó sẽ ra là căn 3. Căn 3. Vậy là trừ căn 3 sin căn 3x rồi nhân cho C1 nữa, nhân cho C1 nữa. À, chỗ này là hàm này. Còn cái chỗ này á, thì sin căn 3x thì đạo hàm thì nó bằng là cos căn 3x. Căn 3x. Vậy căn 3x đạo hàm thì nó ra căn 3. Căn 3x là đạo hàm ra căn 3 và chỗ này nó nhân thêm cái C2. Và tất cả cái này mình nhân cho là gì? E mũ trừ x. Còn cái e mũ trừ x này đạo hàm đó, thì nó bằng trừ của e mũ trừ x và nhân nguyên cái cụm này lại. Đấy, thì nó theo cái cấu trúc là u phẩy nè, này là u phẩy nè nhân cho v nè, không? Còn cái này là v phẩy nè, v phẩy rồi nhân cho u. Đấy. Như vậy thì ở trên này nó có e mũ trừ x, dưới có e mũ trừ x mình gom lại trước. Là e mũ trừ x mình đem ra làm thừa số chung. Thì trong đây nó sẽ còn lại là trừ căn 3 C1 nhân cho sin căn 3x. Rồi chỗ này là nó là cộng căn 3 C2
nhân cho cos căn 3x. Còn chỗ này nó sẽ là cộng cho C1 cos căn 3x rồi cộng cho C2 sin căn 3x. Đấy thì em thấy là chỗ này nó có sin căn 3, sin căn 3. Mình tiếp tục đem sin căn 3 làm thừa số chung. Thì lúc này nó e mũ trừ x nè, viết ngoài nè. Chỗ này là sin của căn 3x làm thừa số chung. Thì chỗ này nó sẽ còn là trừ căn 3 C1. Đúng không? Rồi cộng cho C2. Này là C1 cộng cho C2. Dùng dấu ngoặc này ha. Còn cái chỗ này là nếu mà mình thấy cái cos căn 3x nè, cos 3x làm thừa số chung. Cos căn 3x làm thừa số chung thì chỗ này nó sẽ có gì? Nó sẽ có là căn 3 C2. Căn 3 C2 và cộng cho C1. Đóng mặt tròn rồi thôi. Còn chỗ này sẽ thêm cái một vuông ngoài nữa, một vuông này, đóng một vuông lại. Đó thì cái đạo hàm của y nó sẽ theo theo cái công thức này. Thấy không? Thì mình đảo lại cái bài học của mình nè. Đấy thì đạo hàm nó là e y phẩy nó sẽ là e mũ trừ trừ x nhân cho trừ căn 3 c1 trừ c2. Trừ căn 3 c1 trừ c2. Chỗ này chỗ này tại vì ở đây đó là đây đây có dấu trừ nè, dấu trừ mình đem ra e mũ trừ x ra ngoài thì trong đây nó sẽ còn dấu trừ. Dấu trừ mới đúng, còn dấu trừ mới đúng nha các em. Dấu trừ nữa. Trừ chỗ này cũng dấu trừ luôn. Đấy, cho nên khi mà mình đem sin căn 3x làm thừa số chung thì chỗ này nó còn trừ C2 mới đúng, trừ C2 nè. Còn khi mà mình đem cos căn 3x ra làm thừa số chung đó, cos căn 3x làm thừa số chung thì chỗ này nó còn là căn 3 C2 trừ C1. Này là trừ C1 mới đúng, thấy không? Đấy thì trong tài liệu của mình là căn 3 C2 trừ C1. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái điều kiện ban đầu. Điều kiện này có nghĩa là khi mình cho x bằng 0 á, khi mà mình cho x bằng 0 như chỗ này mình cho x bằng 0 thì y nó sẽ bằng bằng 1. Thấy không? Cho x bằng 0 thì y bằng 1. Thế là chỗ này em cho x bằng 0 á thì là cos 0. Mà cos 0 á thì nó lại bằng bằng 1. Như thì chỗ này nó còn là C1 cos 0 nè. C1 cos 0. Không? Thì ở đây mình sẽ được là C1 cos 0. Rồi chỗ này nếu mà mình cho cái x bằng 0 á thì chỗ này là sin 0 là nó bằng 0 rồi. Sin 0 bằng 0, còn e mũ 0 là bằng 1. Không? Cho nên là khi mà mình cho x bằng 0 á thì cái y này đó, cái y mà theo cái công thức 1 này nè, theo y theo công thức 1 này nó sẽ là C1 cos 0 cộng C2 sin 0. Thấy không? Đó. Và theo đề bài á thì nó lại là bằng 1, nó bằng 1 nè, thấy không? Bằng 1 nè. Cho nên nó là mình sẽ được 1 bằng C1 cos 0 cộng C2 sin 0. Nhưng mà sin 0 á là bằng 0, còn sin cos 0 á là bằng 1. Như vậy thì mình được C1 bằng 1. Đó. Thì từ điều kiện ban đầu á, từ điều kiện này, từ điều kiện này mình sẽ được là cái C1 nó bằng 1 rồi. Rồi tiếp theo tìm cái điều kiện thứ hai, tức là điều kiện là khi mà cho x bằng 0 á thì cái đạo hàm của nó lại bằng 1. Thấy không? Thì đạo hàm nó là theo công thức này, công thức số 2 này. Đấy, tức là khi mà em cho x bằng 0, cho x bằng 0 á thì nguyên cái cụm này. Thì cho x bằng 0 á thì nguyên cái cụm này nó bằng 0 nè. Nguyên cụm này bằng 0 là khỏi tính nè. Nhưng mà khi mà cho x bằng 0 á thì cái cụm này bằng 1, cái thằng này bằng 1. Cho nên nó gọi là căn 3 C2 trừ C1. Thấy không? Bằng 1. Căn 3 C2 trừ C1 bằng 1. Đấy, được cái phương trình hay sao nè. Nhưng mà ở trên là cái C1 mình tính được là nó bằng 1 rồi, mình thế C1 vô thì mình sẽ tìm được C2. C2 lúc này nó sẽ bằng 2 chia cho gì? 2 2 chia cho căn 3. Tại vì lúc này cái C1 bằng 1 thì cái này là trừ 1 nè. Trừ 1 mình chuyển qua đây là cộng 1. 1 cộng 1 là 2. Và sau đó mình sẽ chia cho căn 3 nữa thì nó C2 nó sẽ bằng 2 chia căn 3. Thì có C1, C2 rồi là mình mới thế vô cái nghiệm tổng quát. Nghiệm tổng quát mình chỗ này. Thì chỗ này nếu mà mình thay C1 bằng 1 á, thì nó sẽ còn cos căn 3 ít thôi. Còn C2 á, thì nó sẽ bằng là cái gì? C2 thì nó bằng là 2 chia căn 3. Thì chỗ này mình thay bằng 2 chia căn 3 vô.
Vậy thì cái nghiệm tổng quát là 2 chia căn 3 nhân sin căn 3 x còn nhân cho cộng cho cos căn 3 x và nhân em x. Thì ở trên đây đó, thầy vừa hướng dẫn cho các em đó là tìm cái nghiệm tổng quát của cái phương trình thường nhất. Phương trình thường nhất tương ứng với cái phương trình di phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng số. Thì tới buổi chiều đó chúng ta sẽ nghiên cứu cái cách tìm cái nghiệm riêng của cái phương trình không thường nhất này. Thì buổi sáng thì tạm thời mình học tới đây thôi. Buổi sáng mình tạm thời mình học tới đây thôi.